Dạ không. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát nha. Đấy, anh khách của mình đã đi xe máy. Khách mình đã đi xe tải lên đầu là lấy chiếc Supreme này nha các bạn. Vừa nhập hàng về thì chỉ có một em duy nhất này thôi. Thì nếu mà các cô chú anh chị mình có thích những cái dòng xe này thì có thể để bình luận phía bên dưới. Bên em sẽ tiếp tục nhập hàng cái con xe này về cho các cô chú anh chị ha. Nó nhìn y như là rim Việt luôn. Đấy, coi chữ Supreme nè. Rồi, những cái chi tiết của nó ha rất là đẹp luôn. Rất là hoàn hảo. Ở đây phục vẫn tăng chỉnh được một người hai người luôn. Đấy. Rồi. Đây là một cái thương hiệu khác nữa nha anh chị em ha. Bên hông nè sẽ có hai chìa khóa luôn đó. Này các em đang được mua xe đó. Rồi chữ family vehicle luôn nè, thông số nè ha. Đấy, lớp trước là 2kg, lớp sau 2kg nè, áp suất lớp nha. Còn tải trọng nè đó, này nó kiểu chiếc này rất là đẹp luôn. Nhìn sơ qua thì nó giống một chiếc riêng Việt vậy đó. Tí nữa em sẽ nổ máy cho anh chị nghe thử ha. Đấy, mặt đồng hồ đây. Cái này em nói lại là nó không phải là của Honda nha, không phải chính hãng nha. Đây là anh chị đừng có ném đá nha. Hàng chính hãng thì bây giờ mua lại hàng cũ mà xe dạng xe ken như vậy á là còn mắc lắm. Nó khoảng tầm mấy chục triệu lận. Còn con này á thì giá hiện tại là chỉ có 17 triệu thôi nha anh chị. 17 triệu cho em này thôi. Đây ăn đùm, xe này xe mới hoàn toàn nha, bên em vừa mới đổ xăng cho khách để mang đi nè. Anh đây đèn halogen này nọ kiểu ha, hình như y như chiếc rim thôi. Tay bao tay nó cũng giống đó nè. Đấy rồi có mắt mèo ở đây, chi tiết coi cận cảnh những cái chi tiết của nó nè, những cái chân ốc, ai mà cho xe cổ rồi hay coi những cái này, những chân cầm nè. Ôi má ơi, chiếc xe tải chạy bớt càng dữ quá. Rồi đây những cái chân châm như thế này ha, người ta thấy vàng vàng vậy là người ta hay, mấy người mà chơi xe cổ mấy chú á, chơi xe cổ hay nói là bảy màu đấy, ngã bảy màu. Rồi đẹp nha. Đây coi đầu bò nè, xe này xe mới nha, em chỉ quay chi tiết cho anh chị mình xem thử thôi. Giá thì là 17 triệu, nếu mà anh chị mình mua trả góp thì mình đứa trước khoảng tầm 30%, thì khoảng tầm 6 triệu 5-6 triệu là thể lấy chiếc xe này về rồi. Đây tổng thể em nói đây đó, anh chị thấy đẹp không, có thể để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nha. Bây giờ thì mình sẽ mở cái phần cốp lên thử. Đây bây giờ rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy nghe thử nha, mới đổ xăng cho khách luôn. Đèn nữa mà nó kiểu này, nghe xi nhan nữa ha, có hai đèn hai bên nữa nè. Đấy. Có thể có công tắc mình tắt mở đèn được nè. Nó có nhiều nút như thế này ở đây. Đấy. Rồi. Nghe tiếng nha, tiếng máy nha. Anh chị mình nghe tiếng máy nha. Em qua bên đây đi. Nè. Rồi, anh chị mình nghe tiếng máy nha. Đó là ga ha. Còn bây giờ mình để gan ti bình thường nè. Đó, máy móc rồi nghe ok lắm nha, ok la cực kỳ luôn. Cốp đây, xe mới về lại mới rửa luôn. Nắp bình xăng này ha. Rồi yên nè, độ êm của nó nè. Đấy, êm không, cực kỳ êm luôn, quá là êm luôn. Đấy, đồ nè, mới dắt đi dắt lại thì một cây thôi. Rồi thì nhanh gọn lẹ sơ về chiếc Honda chứ bị ném đá Supreme ha. Nhưng mà nãy giờ em chưa thấy được cái thương hiệu của nó là nó tên gì đó, và em thấy trên cái bô này nó ghi là Mada Việt Nam nè đó, đó cái bô nó ghi nè đó. Trên cái lớp này á thì nó có ghi là lớp của Made in Việt Nam luôn, lớp của Made in Việt Nam luôn ha anh chị ha. Đó. Rồi nhiều thông tin chi tiết như thế cho anh chị biết về chiếc Supreme này, không phải chính hãng của Honda nha anh chị nha. Giờ này không có Supreme chính hãng Honda đâu. Đó, anh chị nào mà mình quan tâm chiếc này, mua dành cho bố, bố vợ, bố chồng gì đó, hay là bố ruột, để đi chiếc xe ten 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 ngoài đường, dễ dàng đi này nọ kiểu, thì lựa chọn con này là khá là ok rồi.
17 triệu đã bao gồm thuế VAT. Còn nếu mà cô chú anh chị mình lăn bánh ở đâu á thì hãy để lại bình luận phía bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo thì bên em sẽ có nhân viên sale báo giá cho anh chị ha. À, số điện thoại ở bên góc màn hình luôn, ở bên góc màn hình chỗ này nè. Đấy, cô chú anh chị xem thấy được góc màn hình bên đây sẽ thấy số điện thoại là 0785888030. Cứ nói là xem kênh Cua Vlog 61 thì sẽ còn có được những cái giá yêu thương hơn nữa ha. Rồi, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem kênh Cua Vlog 61. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Anh cho em hỏi cái. Xin đây. À, anh ở gần đây không? Em ở quận 12. À, là sao anh biết cửa hàng bên em đó anh mua ghé mua xe? Giá cũng rẻ. Dạ. Dạ, anh ưng chiếc này không? Ưng chiếc này. Mua về có lên đồ chơi nữa, có độ không? Em thì để zin em chạy luôn chứ không có độ. À, là đi zin luôn đúng không? Dạ. À, em thấy mà nhiều người mua xe này là về là có người độ kiển lên á, mấy anh em không độ kiển lên á. Không, em là chỉ để em thích, nói chung là thích xe zin hơn xe độ. À, à. À, anh thay vì mình mua giá này mình mua được quen phải không mua anh phái rim hả? Dạ đúng rồi, em chỉ phái zin rim thôi. Dạ. Dạ rồi, cũng cảm ơn anh ha. Dạ. Đã ủng hộ bên cửa hàng của em. Cảm ơn anh rất nhiều. Yeah.